Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải nha. Hôm nay là tối ngày 24/8/2023 và hiện tại bây giờ là 9:30 rồi. Thì Hải đang có mặt tại phố đi bộ của này. Thì hôm nay mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm cùng với Hải từ phố đi bộ của này, mình vào đường Đồng Khởi nha mọi người. Thì mọi người thấy lượng xe lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng rất là nhộn nhịp. Thì ngày hôm nay thì tại khu vực đường Tôn Đức Thắng thì cũng không có cấm xe đi lại nên lượng xe đổ vào cũng đông lắm. Mình cùng đi dọc đường này nhé, quay cho mình xem chỗ này này, dọc này là các bạn trẻ đang đậu xe đây. Mọi người thấy không, vẻ đêm rất là nhộn nhịp tồn tại ở khu vực này. Thì bây giờ thì mình cũng tiếp tục đi. Đứa trẻ bây giờ rất thích đậu xe tại khu vực này, sau đấy ngồi cùng tụ tập với bạn bè. Ngày nhỏ thì ai cũng hay vậy ấy. Bây giờ thì bạn bè mỗi người có một công việc riêng, cũng có một gia đình riêng nên không có thời gian để mà ngồi tán dóc giống như bây giờ, giống như ngày trước được. Thế bên này thì phố đi bộ của Huệ thì cũng đang dựng sân khấu mọi người, chuẩn bị chào mừng Quốc Khánh ngày 2/9 á. Không biết là Quốc Khánh này mọi người có đi chơi đâu không ạ? Nhiều công ty thì họ cho nghỉ tới 4 ngày luôn mọi người. Ở công ty Hải thì chỉ cho hai nghỉ có 2 ngày thôi, ở thứ bảy và chủ nhật. Mà không biết thì số công ty khác thì như thế nào nữa. Được sân khấu rất lớn ấy. Thì bây giờ thì mình cùng chờ đợi xem những ngày đấy và Hải sẽ quay và cập nhật cho mọi người nha. Đây, bên này có kem mua rồi, mọi người thấy gì không? Bên này có bán kem kẹp Singapore này. Biết là bao giờ mới cho thuê hoạt động trở lại này, tình hình rất là căng luôn. Chỗ này Hải thấy cũng phải để được 3-4 tháng này rồi. Đây một cái quán ăn của Nhật, theo hệ thống Domino đó mọi người. Đây là nấu căn này dài, căn này nữa, căn kia nữa luôn á, tới luôn ngay cái chỗ tòa nhà Sài Gòn Tham Que luôn. Thì Hải cũng rất mong là có thể mang được những cái giây phút đi dạo được thế ảo gửi tới cuối cùng chú anh chị các bạn mình cùng xem luôn. Đấy, đôi khi thì mình cũng xem những cái thước phim về những cuộc sống Sài Gòn về đêm như thế nào. Bên này có khách sạn thì vẫn chưa đóng cửa nha. Bên này chắc phải 11 giờ thì mới tạm ngừng đón khách. Như là
Đây mọi người nhìn thấy là cô chú anh chị mình này, rồi Việt Kiều này đang ngồi nhâm nhi những quán cà phê nó khá là sang trọng thế này. Đây, tòa nhà này cũng là một tòa nhà của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khá là lớn. Đây, còn phía bên bên này mọi người, ở bên tay phải hay là tòa nhà có Vivaland đấy. Ui, rất là nhộn nhịp về đêm. Mọi người có thể lên trên chỗ nhà sách Nguyễn Huệ này. Địa chỉ là 40 Nguyễn Huệ lên trên thì mình có thể ngắm toàn cảnh khung cảnh góc view ở trên phố đi bộ nhỉ. Nhưng Hải thì chắc là hẹn mọi người hôm khác vì hôm nay mình không có thể quay như vậy cho mọi người được. Đây, bên này là bán đồ ăn vặt này. Đây mọi người có thể vào bên trong này này, rồi sau đấy mình đi bộ lên. Nhưng mà không gian này nó cũng chặt hẹp lắm, nên này, bên dưới này thì đi nó thật thoải mái hơn. Còn đây là một cái không gian rất là đẹp luôn mọi người, đông dã man luôn bên này. Ui, hồ tối hôm nay có phải là rất là đông nha. Bánh mì chảo anh Mập. Mọi người thấy Sài Gòn về đêm nó có đẹp không? Thế nhiều người thì họ cứ chê Sài Gòn này kia, nhưng mà thực sự là mình phải luôn luôn quý trọng những cái nơi mà mình đã từng sinh ra và cũng như sinh sống. Đôi khi thì nó cũng có cái gì mặt trái và mặt phải đó mọi người. Hay cũng có cái này đẹp, cũng cái này cái xấu. Nên nhất là mình nên tôn trọng và cũng như là quý trọng những cái điều tốt đẹp hơn. Cà phê Catinat giờ này có phải đóng cửa rồi. Mát luôn. Đây mọi người đang bắt xe đi chơi. Đây cũng người có gia đình thì tới đón đi chơi tại cái này là khách sạn Bông Sen. Đêm mọi người thấy rất là nhộn nhịp.
khu vực này thì có khu vực đổi ngoại tệ nha mọi người. Qua khu vực bên nhà hát đó mọi người, thấy có một đoàn ô tô khá là lớn đấy, nhiều xe đấy. À, nhắc đến của cái đoàn ô tô thì mọi người, có mấy ngày hôm nay đang rầm rộ cái vụ xe siêu xe, những căn biệt thự di động đang tranh nhau cái gì nhỉ, vụ xe ưu tiên tại khu vực Phà Cắt Lái mọi người. Đấy, cũng đang thấy vụ rầm đánh nhau nữa, cái lộn rất là căng. Đồng nhà toàn siêu xe đẹp thôi, một cọc này, còn G63 này, Rolls Royce này, đấy, không biết là ông nào, ông lớn nào đây đấy. Đấy, cho mọi người chiêm ngưỡng luôn một cái dàn siêu xe khủng, đấy, còn siêu xe khủng nữa, từ siêu xe cho tới Rolls Royce này. Với cái xe là 5-15 tỷ ấy. Toàn thì siêu xe sang.
Ê, lâu lắm rồi mới được xem lại những cái chiếc xe sang mà nhiều như vậy mọi người. Xong cái vụ việc của Phan Dung Khanh trước nó khai trương ấy, mình được xem một cái siêu xe, đến bây giờ ấy, được gặp lại những cái xe nó VIP như vậy. Cái góc này rất là đẹp luôn mọi người, cực kỳ đẹp về đêm. Bên này là xe buýt 2 tầng đang đưa khách tham quan. Nói chung là mọi người mà ai mà cũng được đi xe buýt 2 tầng thì rất là thích thú luôn. Cũng như là mình trải nghiệm thử, nó cực kỳ là thú vị. Ai cũng phải trầm trồ mọi người, mỗi khi mà nhìn Sài Gòn từ trên cao, từ xe buýt. Nếu mà tương lai có dịch vụ đưa cho mình đi dù lượn nữa thì nó khá là hay. Nhưng cái đấy thì chắc cũng khá là lâu. Cái bên ủy ban thành phố này, mọi người công nhận là dạo này làm đẹp quá, sang trọng và đẹp. Bây giờ thì mình cùng đi hướng về Vincom nha, Vincom Đồng Khởi. Action đang còn khá là nhộn nhịp với mọi người. Ở cái này nó có vẻ nó chuyên văn phòng hay sao mà nhiều xe ô tô thế. À đây này, đúng rồi. Bên là bên này nó chuyên văn phòng hay sao. Cửa mọi người ạ, 10 giờ là đóng cửa rồi. Ui, xe taxi của Vin này khá là đẹp. Ui, xe này thì nó hơi mắc một xíu nhưng mà nhìn nó sang trọng và đẹp. Qua bên này mát nhỉ. À, dạ thôi, đến đây Hà cũng xin phép được dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha.